Đây là thiết kế của ai vậy? Đây là chỗ đặt mẫu thiết kế của tôi. Lâu lắm không gặp. Cách đây ít lâu tôi đi Iceland. Nơi đó quá đẹp. Ở đó chỉ có ba màu sắc: trắng đen và một màu xanh hơi xám. Phải rồi, suối nước nóng ở đó tuyệt lắm. Lúc nào rảnh chúng ta cùng đi. Tóm lại, hành trình lần này mang lại cho tôi nguồn cảm hứng rất lớn. Ở đó tôi thấy trong đầu của mình tràn ngập ý tưởng, thiết kế rất nhanh. Thế nào? Lại đây. Cái này mới là trọng tâm trong thiết kế của tôi. Có biết vì sao tôi thêm một con bướm không? Tôi có một bí mật muốn cho mọi người biết. Lần đầu tiên tôi làm người mẫu, có một nhà thiết kế đã vẽ lên lưng tôi một con bướm. Giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc đó rất lạnh, tuyết rơi cả ngày. Nhà thiết kế đó đã dùng 7 tiếng đồng hồ để dạt bướm lên lưng của tôi. Cô Helena, cô làm việc rất nghiêm túc. Tất nhiên rồi, tôi làm người làm việc chuyên nghiệp mà. Đúng là không tồi chút nào, cảm ơn. Chủ biên, đây là thiết kế của trợ lý Lê. Cô ấy cũng là nhà thiết kế chủ đạo của chúng tôi. Là cô ấy. Sao lại thế này? Helena, thiết kế của cô ta giống y như cô. Sao lại như vậy? Cô còn hỏi nữa sao? Cố Cẩn Quân, gọi Cố Cẩn Quân ra đây. Cô Helena bình tĩnh, đây chắc chắn là hiểu lầm. Hiểu lầm? Sự thật rành rành trước mắt cô không thấy sao? Lê Yến Thư, tôi thật sự không ngờ cô to gan như vậy. Dám sao chép của tôi? Sao chép? Tôi không sao chép. Cô còn già miệng. Sao thế này? Chuyện gì vậy? Nhân viên của anh sao chép thiết kế của em. Em yêu cầu lập tức đuổi việc cô ta, đồng thời mở họp báo công khai xin lỗi em. Nếu không thì các người chờ thư luật sư của tôi đi. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Bà thiết kế của tôi qua đây. Cô ta sao chép thiết kế của em. Tôi không sao chép. Tôi không biết tại sao con bướm này lại có trên áo mẫu của tôi. Có thể là thợ may đã nhầm lẫn. Thợ may nào phạm lỗi sơ đặt như vậy? Đúng vậy, thợ may nào chứ. Rõ ràng cô đang đùn đẩy trách nhiệm. Sao chép con bướm này mới gọi là sai lầm sơ đẳng? Dù tôi ngốc đến đâu cũng không thể sao chép thiết kế của người mặt đại diện công ty mình. Cô Helena, tôi biết dù cô đang rất tức giận, nhưng tôi mong cô bình tĩnh suy xét lại. Tôi và cô cùng thiết kế cho New Face, cùng ra mắt một ngày. Sao tôi lại làm chuyện này? Đúng đó, không thể nào là trợ lý Lê được. Bởi vì lần trước cô ấy đã bị công ty cảnh cáo rồi. Chắc cô ấy không phạm sai lầm giống y như vậy nữa. Chuyện lần trước là gì? Đúng rồi, tôi quên mất. Chuyện lần trước là trong buổi triển lãm nội y toàn quốc phải không? Lê Yến Thư, cô đúng là thói xấu khó bỏ, bị nghiện sao chép rồi phải không? Anh cũng không tin tôi. Cố thiếu gia, chuyện hôm nay anh phải cho tôi câu trả lời thích đáng. Nếu không, chuyện hợp tác của chúng ta e là phải kết thúc. Để tôi cho cô câu trả lời. Sao chép thiết kế của cô không phải Lê Yến Thư? Vậy thì là ai? Là cô ta.
Tổng giám đốc Cố, đây rõ ràng là tác phẩm của Lê Yến Thư. Sao anh lại bảo là tôi sao chép? Đây không phải là tác phẩm của Yến Thư. Cô đã đánh tráo nó. Tổng giám đốc Cố, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, anh không được nói vậy. Tất nhiên tôi có chứng cứ. Mọi hành vi của cô đã được camera an ninh quay lại rồi. Tổng giám đốc Cố, anh đừng đùa. Mọi người đều biết camera an ninh ở đây chỉ cho có tôi, chưa bao giờ hoạt động. Trước đây đúng là không hoạt động. Cách đây 2 hôm tôi đã cho người mở chúng lên rồi. Thì ra là cô. Tại sao cô làm như vậy? Cô ta muốn hãm hại Lê Yến Thư. Chuyện sao chép lần trước Lê Yến Thư cũng bị cô ta hãm hại. Tổng giám đốc Cố, hôm đó anh không ở đó. Chuyện cô ta ăn cắp thiết kế của tôi, chính anh cũng chứng kiến. Nếu anh công trường nghĩ ra mặt, cô ta cũng không bị công ty cũ đuổi gì. Hôm nay anh lại nói vậy nghĩa là sao? Lần trước đúng là tôi ở đó. Cô ấy bị đuổi việc cũng một phần tại tôi. Nhưng tôi không tận mắt nhìn thấy cô ấy sao chép. Thật ra tôi quá chủ quan, cho nên đã sai lầm, đổ quan cho Lê Yến Thư. Cho nên hôm nay tại đây, tôi muốn sửa chữa sai lầm đó. Đây là mẫu thiết kế của Trong Đàn. Còn đây là mẫu thiết kế của Lê Yến Thư. Đây là tư liệu mà Châu Đan đã cung cấp cho chúng tôi lúc phỏng vấn xin việc. Đây là kết quả giám định nét vẽ. Giám định nét vẽ? Vậy là sao? Tôi chưa hiểu. Cô là người thuận tay trái, nhưng Yến Thư thì không. Để tránh việc chủ quan dẫn đến sai lầm một lần nữa, tôi đã tìm một chuyên gia giám định nét vẽ đến kiểm tra bản thảo. Kết quả, bản thiết kế của cung cấp cho chúng tôi lúc ứng tuyển có nét vẽ giống y như nét vẽ của Lê Yến Thư. Cô Châu, thiết kế hiện giờ của cô có phong cách rất khác với thời kỳ đầu. Có thể giải thích được không? Ý của anh là Châu Đan đã sao chép thiết kế của tòa Mỹ Lan? Cô ăn cắp thiết kế của người khác, còn vô quan cho người ta. Trong trường hợp tác với cô Helena, cô không cần biết đến lợi ích công ty. Sao chép thiết kế của cô Helena để vô quan cho đồng nghiệp? Hành vi này của cô hạ thấp danh tiếng của công ty. Cô đã bị đuổi việc. Cô Helena, sự bất cẩn của tôi đã gây ra chuyện trong ngày hôm nay. Tôi xin hứa sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Mong cô cho chúng tôi thêm một cơ hội. Nếu đã là hiểu lầm, Tổng giám đốc Cố cũng đã xin lỗi tôi rồi. Vậy thì tôi cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô Helena, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Vừa rồi qua camera an ninh, tôi nhìn thấy cô tát Lê Yến Thư. Mong cô có thể xin lỗi cô ấy. Trong toàn bộ sự việc này, Lê Yến Thư là người vô tội.
Tôi hy vọng cô có thể xin lỗi vì hành động của mình. Xin lỗi. Cùng uống ly cà phê đi. Sao còn chưa đi? Cảm ơn. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai đối xử với tôi như anh cả. Tại sao anh... Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng. Tôi nên sớm nói ra chân tướng sự việc với mọi người, trả lại sự trong sạch cho cô. Nhưng mà tại sao? Nhưng chưa tìm được lúc thích hợp. Giả lại, thường ngài có lên mặt đánh ác tôi như vậy, có chuyện gì cũng muốn được cơ ăn dạ. Nếu tôi nói cô biết chuyện này, cô sẽ bay lên trời mất. Lên trời à? Chẳng lẽ tôi là tiên nữ? Trong mắt anh, tôi là người như vậy sao? Ngoài những chuyện đó, cô cũng là một người tài năng, chính trực. Chỉ có hai ưu điểm thôi sao? Nếu sửa được tính nói dối thì càng tốt. Sau này nếu có chuyện gì cũng đừng tự mình gánh, nhớ phải nói với tôi. Tôi tin cô. Anh đã nói như vậy thì tôi cũng tha thứ cho anh đó. Đi thôi. Phải rồi. Camera ở gian trưng bày chưa bao giờ hoạt động. Sao bỗng nhiên anh lại mở nó lên? Có một hôm tôi phát hiện có người loan tin đồn nhảm với đoạn clip của Helena. Tôi giờ IT kiểm tra xem. Không ngờ nó thuộc về người trong công ty chúng ta. Tôi bèn mở camera lên. Sau đó đã phát hiện ra châu đang. Đợi đã. Cái ID mà anh nói tên là tiết lộ chân tướng có phải không? Vậy có phải là người ẩn danh đã luôn tranh cãi với cô ta là anh không? Có đúng không vậy? Cô nói gì? Tôi không hiểu lắm. Tôi bị cảm. Tôi thật không ngờ Đường Đường là tổng giám đốc như anh cũng lên mạng cãi nhau với người ta. Anh đừng xấu hổ. Anh vì tôi mà lên mạng tranh luận với người khác, tôi rất là vui. Đủ rồi. Cảm ơn anh. Từ bé tới lớn, tôi luôn là kẻ phải xin lỗi người khác. Cảm ơn anh đã bảo Helena xin lỗi tôi. Tôi giờ làm việc đây.
Cô đến rồi hả? Phó tổng giám đốc Hàn, Thịnh Hồng đuổi việc tôi rồi, cô giúp tôi với. Đuổi cô rồi tôi giúp cô sao được? Giúp tôi trở về Hàn Thiện đi. Không bao giờ. Hàn Thị sẽ không bao giờ nhận một nhà thiết kế mang tiếng ăn cắp đâu. Nếu không vì cô thì tôi đâu ra nông nổi này. Cô ra nông nổi đây là vì cô ngu ngốc. Cô đã giúp Lê Yến Tư lấy lại danh dự. Cô đúng là đồ vô dụng. Phó giám đốc Hàn, Phó giám đốc Hàn,